Ok nhá, và xin kính chào quý vị và các bạn cùng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Hai Audio nhá. Hôm nay thì em đi thi công một bộ karaoke cho một ông anh ở tỉnh Gia các bác nhá. Đây thì sẽ lắp một đôi loa E3 Audio. Đấy, đôi loa này có mức giá là 15.500 các bác nhá. Đấy, và tiếp theo nữa là cái dòng đẩy vang và mic cũng giống như bộ hôm qua, đó là X5. Đấy, đẩy Fidex và con mic DBL Acoustic, là con này là mã là 350 Plus các bác nhá. Và đối với dòng này thì tất cả các bác chơi thì nó sẽ rất là ok. Đấy, nhìn rất là gọn đúng không các bác? Gọn đẹp và đơn giản thôi. Nó không cầu kỳ nhiều thớt hay thế này thế kia, nhưng mà cái tiếng nó cho tất cả các bác thì đã rất là tốt nhá. Đấy. Mic thì lại quá là đẹp mọi người. Này, các bác có thể xem này. Đấy. Mic. Và mọi người có thể nghe cái tiếng mic thử ấy. Này. 5 5 6 7 2 3. Đêm bao lá vàng đốt thư tình cũ. Với mây trời xa rêu bước em đi. Hình 5 5 6 7 2 3. Đấy, ok chưa? Sáng giờ là hơi đói nên là chưa có cái đây, bây giờ các bác mời các bác nghe thử cái nhạc này. Nhạc nào, đây, dùng điều khiển các bác nhé, dùng điều khiển này. Nghe như xúc. Đấy, và thì đối với những cái ngôi nhà mà nó có những cái không gian nó tốt như thế này thì các bác nên lắp những cái bộ loa, nó cái loa nhập khẩu, loa mới của hãng, chính hãng các bác, thì nó sẽ đẹp nhà hơn và cái chất lượng âm thanh thì nó cũng là rất là ok. Đấy, là so với dòng loa bãi đúng không ạ? Đấy, và bây giờ thì các bác có thể xem. Đấy. Ok nhá, các bác có cái nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng bên em Hai để có những cái tư vấn cho tất cả các bác một cái cách tốt nhất nhá. Ok, và cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Xin kính chào và gặp lại ạ. Bye bye.